Ngày xưa ngày xưa, ở tận sâu trong rừng già, có một loại yêu tinh vô cùng đáng yêu. Thế nhưng trái với vẻ ngoài ấy, chúng lại vô cùng gian xảo và nguy hiểm. Đó là những yêu tinh đen chuyên đi hút sinh khí của con người để gia tăng sức mạnh. Vì loài này phát triển rất nhanh và ngày càng lộng hành, nên con người quyết tâm nghiên cứu loài yêu tinh đen và tập luyện để tiêu diệt chúng. Ban đầu các thợ săn thường sẽ kết liễu chúng ngay khi bắt được. Sau khi biết được chúng có một bản năng rất thú vị, nên họ liền tận dụng và bán chúng cho những người giàu có sở thích kỳ lạ. Mặc dù nghề này có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều thợ săn đã phải bỏ nghề. Duy chỉ có Archibald vẫn kiên trì với nó, vì chàng vô cùng căm hận yêu tinh đen. Thứ đã cướp đi sinh mạng cha của chàng. Hả? Ta đang ở đâu đây? Nàng tỉnh rồi à? Hả? Lúc nãy ta thấy nàng bị thương nằm ở trong rừng, nên mới tạm thời đưa nàng về đây. Vậy sao? Ta xin cảm ơn chàng đã giúp đỡ. Nhưng nàng làm gì mà lại xuất hiện một mình ở nơi ấy? Ta sống ở ngôi làng ở bên kia ngọn núi. Vì hạn hán thiếu lương thực nên ta cùng một số người rời đi nơi khác. Chẳng may lúc qua rừng già bị yêu tinh đen tấn công, ta cũng vì thế mà bị lạc khỏi mọi người. Ra vậy, nếu nàng không ngại thì hãy ở lại đây vài ngày, đợi vết thương khỏi hẳn rồi hẳn đi. Ta rất biết ơn chàng. Lúc này Behira mới nhìn kỹ, thấy trong nhà có rất nhiều những yêu tinh đen bị nhốt, khiến nàng có chút lo sợ. Hả? Nàng đừng lo, chúng đã bị ta niêm phong, sẽ không thể làm hại nàng đâu. Chàng không thấy tội nghiệp cho chúng sao? Thực chất chúng có thể sống mà chẳng cần ăn uống. Tấn công con người cũng chỉ để tăng sức mạnh của mình. Ta không kết liễu chúng, mà ngược lại cho chúng một giá trị là cũng đã quá nhân từ với chúng rồi. Chàng có vẻ rất ghét yêu tinh đen. Vì chúng đã cướp đi gia đình của ta. Thôi, chắc nàng cũng đã đói rồi. Để ta chuẩn bị chút gì đó cho nàng. Sau thời gian trò chuyện, Behira biết được chàng chỉ ở một mình vì ai cũng sợ hãi yêu tinh đen. Vậy là Behira liền muốn làm gì đó để trả ơn Archibald. Khi quay trở về Archibald, nhìn thấy căn nhà đã được thắp sáng đèn, mùi hương đồ ăn tỏa ra thơm nức, trong lòng chàng bỗng cảm thấy vui một cách kỳ lạ. Thời gian cứ trôi qua trong êm đềm, hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau. Khi tình cảm đã đủ chín mùi, Archibald lên kế hoạch hỏi nàng làm vợ. Thế nhưng bất chợt, chàng nhìn thấy Behira đang lén lút làm gì đó bên cạnh những chiếc lọ nhốt yêu tinh đen. Dù vậy, Archibald vẫn cố ra vẻ như chưa thấy gì. Nghi ngờ Behira có điều gì đó giấu mình, chàng liền nghĩ cách tìm hiểu. Hôm sau, chàng cũng rời nhà như mọi khi, nhưng nửa đường lại quay về. Thì Archibald bắt gặp Behira đang đối chuyện với một yêu tinh đen. Hóa ra là nàng đã thả chúng đi. Tại sao nàng lại làm vậy? Xin chàng hãy nghe ta giải thích đi. Bất ngờ, yêu tinh đen kia nhìn thấy Archibald liền lao đến tấn công. Khi chống trả, Archibald vô tình làm đổ những lọ thủy tinh xuống đất. Do đó, lượng yêu tinh thoát ra ngày càng nhiều và tấn công chàng. Số lượng quá đông, Archibald không thể nào chống đỡ nổi. Lúc này, Behira cũng đành ra tay giúp đỡ. Hả?
Nàng, thực ra nàng là ai? Thực ra ta cũng là một yêu tinh đen. Nhưng tại sao ta không ngửi thấy mùi tanh của yêu tinh đen trên người của nàng? Bởi vì ta tăng sức mạnh bằng cách luyện tập hàng ngày, chứ không phải bằng sinh khí của con người. Trước sự tấn công mạnh mẽ từ những yêu tinh khác, Mihira nhanh chóng bị kiệt sức. Những tưởng như hai người đã phải chịu phó mặc với số phận, thì bất ngờ một phụ nữ lạ mặt xuất hiện. Khi thấy bà ấy, các yêu tinh đen khác liền hoảng sợ bỏ chạy. Cảm ơn nữ hoàng đã cứu giúp. Bà chính là nữ hoàng sao? Sao lại muốn giúp ta? Rốt cuộc các ngươi đang âm mưu điều gì? Chúng ta chỉ muốn ngăn cản cuộc chiến giữa người và yêu tinh đen thôi. Lần chàng tìm thấy ta ở trong rừng, thực chất là ta đang cố ngăn cản, không cho các yêu tinh đen khác làm hại loài người. Xin chàng hãy tin ta, nếu muốn hại chàng, những ngày qua ta đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đó rồi. Nhưng yêu tinh đen đã hại cha của ta. Ta rất tiếc vì điều đó. Lúc này Archibald nhìn thấy chiếc vòng cổ của nữ hoàng đang đeo giống hệt của mình. Hả? Chiếc vòng cổ này bà lấy từ đâu ra? Có lẽ đây là lúc ta nên nói cho con biết sự thật. Hóa ra bà chính là mẹ ruột của Archibald. Năm xưa bà đem lòng yêu một con người bình thường và sinh ra Archibald. Thế nhưng mối tình của họ lại bị phản đối kịch liệt bởi cả hai bên. Vậy là bà đành để Archibald cho chồng, còn mình quay về rừng sâu. Ngày tháng trôi qua, vì quá nhớ thương vợ nên cha của Archibald quyết định đi tìm bà. Nhưng chẳng may cho ông, trước khi tìm được bà, ông đã bị yêu tinh đen khát hại. Vậy là sau khi biết được mọi việc, Archibald cuối cùng quyết định không làm nghề thợ săn yêu tinh đen nữa, mà thay vào đó, anh sẽ cùng Behira ngăn cản những cuộc đụng độ giữa người và yêu tinh đen.